Thank you.
Ngày tốt tháng đẹp, nhưng mà cái họ đến này cứng thật đấy.
Con lộc vàng lộc cô lộc đậu đất đành giờ là mày ăn lộc múa múa với mày người đâu mày cứ thế thế này nhưng mà cái mà chứ bọn người mà cái giọt màu đấy đình á ta cứ thử ô sai xuống để cho mọi cửa đóng ghế nhá nhưng mà nó là tiên thánh cô đấy bây giờ trần gian gọi nắng có gì hết chưa. Ghét nhá. Ghét hôm nay thì nó chẳng bị này gọi thằng chúa đấy. Thế mà hôm nay họ vẫn là tô về thì có nhắc tâm tưởng bạn tâm thành nhá. Thiết gặp lòng chàng nông thu trưởng mã. Mà thì quả tốt sẽ vật lòng thành trên tay dưới mạng tố hảo quá. Rồi, quá lại chúa. Xương ra từ nay để đi từ giờ trở lại nhá. Đông con nhang trang điện tử nhá. Là bản bài ra bản điện nhá. Cứu dân bọn này cứu phổ đồ mêu nhá. Chứ mà thủ nhang nhá. Có đức có tâm phải thương người nhá. Phải nhá. Xin rằng hồi chùa chỗ kể tâm kể tính người làm người dạ ra nhá. Cứ thoải mái lên nhá. Ghé xuống vậy nhá. Không phải xưng xe xưng xe gì hết cái chưa. Xuống nó này, xuống. Hôm nay cũng vậy, ghé xuống là sao không thông hầu, sao không xuống. Hết kinh văn trần trần chúa gọi các ghế ở dưới chị em ghế chúa là phải dâng chúa xong rồi mai chúa cho lòng nguyên nó hết chứ à chúa chứng tâm cho bọn tôi nhá mà cứ nhất tâm vào chúa đi khỏi lo với chúa của chúa ngà ca số thiếu gì năm phương biết chúa giờ ở trong tay chúa cho là được mà còn cho mày quả lộc u u luôn cho mày ăn nhớ đời mày chúng ta bắt sư được ban trang bắt tay nhất ban trang đây nhưng hôm nay tay quyền tay của em đừng túng quá không có chạm cái gì à rồi chúng ta mới cho mình các về nhé đồng ta sẽ ra với họ nhé có này nhé cho nhà học đấy nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây hai liên với chúa để hai lần hội sáng hối lại chúa để sáng hối lại chúa để cũng vậy đặc biệt là sáng hối chúa chúng ta một người là một người chúa chúng ta có thể những ngày hôm nay chúng ta chúng ta Phật kỳ thiên
cung nghinh tứ phủ tạ đàn mừng đồng khai phủ thập nhị niên. Bá đạo thần kiều tiền lê thượng càn thi thượng cố hồn cất cầu đạo giáo hương long. Pháp môn thì hiện đạt bản mệnh bình an lộc tài thăng ngọc liên sử kim thành đồng nguyên thị nhàn pháp danh kim ngọc. Tình ngư nhân ti niên hành canh tứ thập ngũ tuế ở can chi đồng bản mệnh đẳng. Cập mà phu á mà quân tô minh nhá mà thanh sinh ngư nhầm ti niên thành nhà canh từ hòa thập ngũ tuế nam tử tô minh tu sinh ngư gia quật niên thành nhà canh nhị thập tam ma tuế tô thanh tài sinh ngư đinh sĩ niên thành canh nhị thập ma tuế hợp đồng ra đẳng tức nhật ngôn can thanh tinh phụ giáo phản tâm ngôn niệm tân đẳng thảo sinh bạch công lạc để anh đồng số ký bình tư thiên cung mệnh thực căn nơ tử phù vi tử nhất tâm tương vọng mặc cảm khoai vi tự nhận đường tiên trí kỳ cung hành trình lễ do thị kim nguyệt các ta nhật à ha mà kèn na thỉnh đệ tử tỳ vô linh biện sứ tu thiết đàng trang sở hữu ma mạng hòa long hoa chù kim ngân đằng vật tiên công công đồng tứ phủ khất cầu trường thời hợp cách thành đồng bản mệnh khang cường lộc tài thịnh vượng cẩn phụ sớ văn kiền tân thượng tô cung duy tam phẩm tam tiền thiền chua đê tịch đề hằng nhân thanh đế ngọc về hạ thiên phủ trí côn kim quyết ngọc hoàng thượng đế ngọc về hạ thiên phủ dục vơi sắc vơi vô sắc vơi cứu kính ma mê từ tà thiên vương ngọc về hạ thiên phủ thiên tiên đệ nhất thanh mẫu thủ trưởng thiên thanh vân hải nga công chúa ngọc về hạ thiên nã phù ngũ vị hoàng thái tử vương quan cập đệ nhị công tài quế hoa dung công chúa cập các bộ tiên nàng vị điện phục nguyện các giáo hội đồng chữ tôn các giáo thùng dung giá ngự thử tự quang lâm ta cầu thông truyền hội đồng trấn nạp tỷ đệ tử kim nhật tự hữu tưởng phong thủ phong quân nhi tâm kinh thiên minh trường thời hợp cách thành đồng khai như nhi nhi tâm truyền chỉ phán nhất thân kiên ba phạm bộ sở hữu đắc một thánh nhân bất sanh kích kiết bình doanh chi khi hồng sơ thiên kính thân niên thập ma nguyệt thị thập tôn nhật tín thủ thành tâm thần đệ tử khấu đầu hà nam thượng sớ ta ban khen dạ anh đi đã còn tìm ra mỗi lần không được ông về ông cất chiếu ông phê chưa thì ông đổ cho bản điện à, lễ của chú thượng thượng thiên là tiên linh ứng nghiệm từ nay trở đi từ ngày trở lại tố tú anh linh để cứu người khổ độ người mê cứu đến đâu đắp đến đó còn gần từ ta còn xa tìm đến lại ông dạ ban khen chúng tờ đơn cái sớ tại chủ nhà ha. Để hôm nay này, họ Nguyễn chọn ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng đẹp để làm lễ tạ thập nhị niên. Để họ Nguyễn nha, ăn ở có đức có tâm càng ngày càng được trên Phật tổ Như Lai thương, vua cha Ngọc Hoàng, thượng đế mẫu mẹ cửu trùng, dưỡng thượng thiên, chúa bà đệ nhất thiên thiên, quan đệ nhất thượng thiên ta thương. Ban danh ban diện cho công thành danh đạt công danh sự nghiệp để cứu dân độ thế cứu khổ độ mẹ để soi đường chỉ lối cho quân dân trong họ xa gần biết đường mà lội biết lối mà tìm về cửa quan ta để quan ta thương. Ban danh ban diện cho họ Nguyễn giàu bản đài sai bản điện đông quân nhân bát ngàn đệ tử ha. Mà cửa nhưng mà trần gian còn ngu còn dại lời ăn tiếng nói khẩu khiếu lời kêu tiếng cầu kêu cho thấu tấu chưa nổi từ nay trở đi từ chờ giờ lại chắp tay quỳ gối sám hối lại quan ta ha. Quan ta thương khai khẩu khai lời ăn tiếng nói cho tô kêu thấu tấu nổi để kêu thay lại đỡ cho chư gia bách gia trong họ ha. Quan ta chứng tâm cho Nguyễn họ tô để quan ta thương vuốt ve che chở dẹp âm dẹp dương dẹp đường dẹp lối dẹp tâm dẹp tính trong năm từ lớn năm từ bé quan đạo thảo hiền tu tâm tích đức đấy ha. Dốc một lòng tâm một đạo phải theo mẹ để phụng sự việc tiên công tiên thánh ăn ở phải có đức một tâm ha. Phải thương người quan ta thương cho công danh thành đạt nay quan ta về chứng tâm cho anh sinh trẻ đẻ từ ghế của ta ta chứng tâm cho pháp sư ban khen công văn ban khen tay làm tay hát tay quỳnh tay quế tay huệ tay làm quan ta chứng tâm các đính các ghế thanh đồng đạo quan chủ nha bản cảnh đồng quan bóng thánh đồng anh đính trị muôn gân trăm họ xa gần với khâm trực cửa quan ta nay quan ta thương cho nhà nào độc đấy ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
đề con này tiến đi văn mô đàn. Tiếng để làm thu
với non sông. Đâu có điều mà
đại bác đi tình. Hôm qua lại thất mê quan là quan thương, quan văn công, quan danh, văn diện, văn ngọc, văn tài, văn ngọc nói, lộc soi, xem xét và cứu nhân độ thế để lập hai đảng mở phủ. Thế hôm nay là đã được 12 niên để sáng mỗi con đại quan và nguyên nghĩa quan làm lễ mừng đồng, sáng mỗi đại quan về đáng đền, đáng phủ quan, đáng ghế quan, chứng tâm cho chủ nhân để ghế của quan chứng tâm cho chủ ô tô. Quan chứng tâm pháp sư, quan ban khen, pháp văn, quan ban khen đây cùng nhận quyết đây về đây lan để lấy quan chứng tâm cho cả. Thanh đồng đại quan con nhang bốn phủ bách gia trong họ môn dân đồng giảm trẻ hôm nay về thông chủ quan này. Hội để sáng mỗi đại quan này quan thương quan ban cho nhà nào lộc ý để sáng mỗi đại quan này bảo những học quan ban khen thời gian đại quan đồng phu thê hai họ Nguyễn họ Tô nhất tâm tưởng vạn tâm thành nó thiết lập đàn tràng nó chu tượng hoa tươi quả tốt lễ vật lòng thành trên chay dưới mặt trên thỉnh Phật tuyên kinh dưới phung lên đình đền tam tước phụ để mở tiệc hoàng mười lễ tạ hoàng tử liên quan ta về giáng đền giáng phủ chứng đền chứng phủ chứng tâm cho chủ nhang bàn cảnh họ Nguyễn chứng tâm họ Tô mang khen cho phu thê ở Nguyễn họ Tô sinh ra ở chốn trần gian vất vả nhất nhục lan trinh việc gì cũng đến nay lại còn vất vả hơn phải lo việc thánh để gánh việc gia chung thế quan ta thương cho phu thê hỏng nhất ban khen về công trực của quan tăng nay con ta thương cho nhà nào đội bấy
con đội quan hương để hôm nay về bái yết cửa quan để
Dự hội để cầu tài cầu lộc cầu công cầu danh để quan cho nhà là ý lời rằng cũng là phải quan ban khen cái thời gian đó mỗi là quan thương hộ quan. Nay được ngày lành tháng tốt, ngày một tháng riêng. Cô đây không có nói câu nhất tâm tưởng bảo không mà nó cũng là một cái càng tràn. Hoa tươi quả tốt, lễ vật hồng hành trên chay rất là cái mở tiệc mọi người, lễ vật thật mỹ nhiên. Con ta về giám đền giám phủ, chứng đền chứng phủ, chứng tâm cho chủ nhang bằng cảnh họ nguyện, ban khen cho họ nguyện. Ăn ở có đức có tâm, giàu lòng, nhân ái, tử vi, hỷ xả, thương người. Thì thế quan ta thương, dẹp âm, dẹp dương, dẹp đường, dẹp lối. Đổ âm, đổ dương, đổ đường, đổ trợ, cút ve che chở cho họ nguyện. Từ nay giờ đi, từ giờ trở lại, ban quan là khỏi bách bệnh, đáng vạn bệnh, tiêu trừ. Con ta độ cho sức khỏe, trường xuân, để còn cứu dân mọi thế. Con ta dắt cách xa đưa cách gần về cho cái ghế chủ nguyện ghế ở quan ta mà soi đường chỉ lối cho muôn dân chăn họ xa gần cái đường mà đổi kết lối mà tìm về cửa quan ta cho ghế giàu bản đài sai bản điện đông con nhang bát ngàn đệ tử con ta chứng tâm cho cái thanh đồng chủ nhân họ tôi khu quân họ ghế quan ta. Từ nay giờ đi từ giờ trở lại phải tâm nhất dạ thành nhất dốc một lòng bằng một đạo trên phải theo Phật thánh dưới lo thực tế của quan ta hát còn ta xếp lên cho ra chung cho vắng ngoài kia nước chạy một dòng thuyền xuôi còn hai bốn tiểu nam tử sám hối lại quan ta nay đường trần vất vả đi xa về gần phải thỉnh đến quan ta thương sát quỷ trừ tà trừ yêu diệt ma dẹp âm dẹp dương dẹp đường dẹp lối quan ta thương che chở cho hai bốn tiểu nam tử ghế của quan ta đi học đi hành đi làm nhé đi nơi về trốn nhất quan ta chứng tâm còn tứ thân của mỗi sư trẻ ghế của quan ta chứng tâm cho huynh đệ chị em nội ngoại ghế của quan ta nhất tâm hầu hạ dạ thân của quan ta thương cho từ nay trở đi từ giờ trở lại chị em hỏi nghĩ quan ta tốt là con người kia mà đồng bạn ha quan ta chứng tâm ban khen công văn ban đàn tiếng hát tây tử chúng tâm các tướng các thế đồng chủ nha bản cảnh bách gia trong những dân xa gần về khâm trực của quan ta nay để dự khánh hội tiệc của thanh đồng chủ nha bản cảnh hoàng nguyễn ghế của quan ta mở tiệc lễ tạ thật mỹ niên hát quan ta thôi chủ nhà nào lộc đấy tài thì như xuyến trí tự lộc tự văn lai cầu tài đất tài cầu lộc bất lộc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chẳng đi thì lượt giấc chấm tay tiếng nói thong thả khắp người trần gian hiện tại lòng nàng xa ý là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.